Xin được giới thiệu với mọi người một viên calcit đá hoàn toàn tự nhiên 100%. Cái dòng calcit này so với thạch anh thì độ cứng của nó thường nó kém hơn. Độ cứng của nó chỉ có 3, trong khi thạch anh độ cứng là 7. Nó hơi mềm hơn một chút, nhưng mà cái dòng này nó có hay là cái đá màu nó khá đẹp. Riêng cái đá calcit ở Thanh Hóa có một cái màu vàng rất là đẹp. Viên này có khối lượng nặng là 2,3 kg. Và hiện là tôi đang bán với giá là 150k. Bán rẻ. Mọi người sẽ thấy cái độ thông đèn của đá khi chiếu đèn pin vào. Đấy, thông đèn rất ok. Nếu bác nào muốn sở hữu thì xin mời liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể nhắn tin trực tiếp hoặc gọi điện cho tôi. Và nếu bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để thường xuyên được theo dõi các sản phẩm về đá mà kênh của tôi sẽ mang đến cho các bác trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại.